Ta chào hảo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về từ vựng tiếng Trung chủ đề cảm xúc và chúng ta đã trải qua 2 video. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang video số 3. Và không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn từ vựng. Quấy lẻn, quấy lẻn, quấy lẻn, mặt quỷ, nhăn mặt, làm trò hề. Các bạn phân tích nếu quấy, nếu một mình chúng ta hiểu là quỷ, chính là con quỷ đấy. Chúng ta hay nói là yếu quỷ, có quỷ, yếu quỷ là có quỷ. Lẻn, lẻn là khuôn mặt, như vậy là quấy lẻn thì chúng ta hiểu là mặt quỷ nhé, hoặc là làm trò hề, chúng ta làm cho nó khuôn mặt xấu xí trở lên để là chưa là cửa quấy lẻn. Chúng ta thử xem ví dụ. Tha bả sớ thấu y sân chưa là cửa quấy lẻn. Tha bả sớ thấu y sân chưa là cửa quấy lẻn. Anh ấy lè lưỡi dài ra làm trò hề. Sớ thấu, sớ thấu là cái lưỡi, y sân là kéo dài, chưa là cửa quấy lẻn. Số 22, xin phú, xin phú, xin phú, hạnh phúc. Tiền bình bù ý tình, nâng tài lại khoai lơ hứa xin phú. Tiền bình bù ý tình, nâng tài lại khoai lơ hứa xin phú. Tiền, tiền, bù ý tình là không nhất định, nâng tài lại là có thể mang tới, khoai lơ hứa xin phú, khoai lơ là vui vẻ, xin phú là hạnh phúc, mà từ mà chúng ta học. Vậy tiền chưa chắc đã mang lại niềm vui và hạnh phúc, chúng ta có thể dùng câu trên. Xi vọng, xi vọng, hoặc là xi vọng, xi vọng, hy vọng. Wǒ xi vọng míng tiān shì hǎo tiān qì. Wǒ xi vọng míng tiān shì hǎo tiān qì. Tôi hy vọng ngày mai là một ngày đẹp trời. Hảo thiên chỉ là một ngày đẹp trời nhé. Thiên chỉ là thời tiết, hảo là tốt. Một ngày thời tiết tốt là một ngày đẹp trời đó. Sinh chỉ, sinh chỉ, chỉ, sinh chỉ. Sinh chỉ là hứng thú, thích thú. Chúng ta hay có câu hỏi là bạn có hứng thú với cái gì? Thì có thể nói là Nǐ duì shěmè gǎn xìng qì? Nǐ duì shěmè gǎn xìng qì? Đối với cái gì đấy? Nǐ duì shěmè gǎn xìng qì? Bạn có hứng thú với cái gì? Xǐ yè, xǐ yè, xǐ yè. Các bạn đấy nhìn thấy có chữ xỉ trong từ xỉ hoan này, hóa hoan xỉ ấy, có nghĩa là sẽ liên quan đến sự vui thích, vui sướng. Mộng xiǎng zhōng yǔ shí jiān le, tā de nèi xìn chōng mǎn le xǐ yè. Mộng xiǎng zhōng yǔ shí jiān le, tā de nèi xìn chōng mǎn le xǐ yè. Có nghĩa là ước mơ cuối cùng đã được thực hiện. Trái tim của cô ý ngập tràn niềm vui. Chúng ta có thể nói như vậy. Các bạn để ý có từ mộng xiǎng, ước mơ. Trung ý là cuối cùng. Ngược lại với từ khai sử. Khai sử là bắt đầu. Và trung ý là cuối cùng. Sứ xiên là hiện thực. Hay gọi là thực hiện đó. Như vậy, mong xiảng trung ý sứ xiên là ước mơ cuối cùng đã được thực hiện. Tha tại nay xin. Nay xin là nội tâm. Hay hiểu là tâm trạng. Cũng hiểu là suy nghĩ. Vậy tha tại nay xin là trái tim của cô ý đi. Trung mãn, trung mãn, trung mãn, mãn là đầy, và trung mãn là tràn ngập, tràn đầy, hoặc là ngập tràn. Trung mãn là sĩ là niềm vui. Ở trái tim của cô ý đã ngập tràn niềm vui. Chỉ mùa, chỉ mùa, chỉ mùa, cô đơn lạnh lẽo, cô quạnh. Có một từ cũng hay dùng đó là cu tản, chi mùa, cũng xem nhau, chúng ta cũng hiểu là sự cô đơn, lạnh lẽo. Ví dụ như, ta gia tớ trở lợ, sân xa thai ý cưa rấn, thai yếu tiện
寂寞，大家都走了，剩下他一个人，他有点寂寞。大家cả nhà đâu chỗ là cả mọi người đều đi rồi, đều đi mất rồi. Sơn xe là để lại, sơn xe thay ý cơ rấn, để lại chỉ còn một mình anh ý. Thay yếu tiện chi mùa, yếu tiện là hơi hoặc là cảm thấy. Thay yếu tiện chi mùa là anh ý cảm thấy thật cô đơn, thật là lạnh lẽo. Cái số 27, ai, đây một từ mà dùng khá là nhiều rồi, em cũng giải thích nhiều và mọi người mới học tiếng Trung thì cũng sẽ biết là ai là yêu. Của ai, mẹ, của ai, nị, của ai, mama, của ai, cơ cơ, hay sư, của ai, của gia đình, tôi, yêu nhà của tôi, của ai, của ai, của gia đình. Đó. Cái số 38, yêu y, buồn thương sầu muộn. Hoặc từ này có ví dụ như tha tự giản sấn hẳn yêu y, tha tự giản sấn hẳn yêu y. Giản sấn, giản cho từ giản chinh, giản chinh là mắt, sấn. Hôm nay chúng ta có một từ là giản sấn, nhãn thần, nghĩa là cái ánh mắt hoặc là cái thần thái của ánh mắt, là thần khí ấy, thần mắt đấy. Tha tự giải sấn chúng ta có thể dịch là ánh mắt của anh ý hẳn yêu ý, rất là thật là sầu muộn. Từ số 29, xin chính, tâm tình. Chúng ta hay thường hiểu là tâm trạng hoặc là tính khí, hay dịch là tâm trạng hơn. Ví dụ có từ mà các bạn hay dùng hay nói là xin chính bù hảo, tâm trạng không được tốt, là xin chính bù hảo, hoặc là xin chính hảo, tâm trạng rất là tốt. Thính đào chưa có hảo xeo xí, tha tờ xin chính hẳn ý khoại. Thính đào chưa có hảo xeo xí, tha tờ xin chính hẳn ý khoại. Khi nghe được tin tốt này, tâm trạng của anh ý rất là vui. Thính đào là nghe được, nghe tới, nghe thấy. Chưa có hảo xeo xí, xeo xí là tin tức, hảo xeo xí là tin tức tốt. Tha tờ xin chính là tâm trạng của anh ý hẳn ý khoai là vui vẻ này. Lạc quan. Các bạn nghe giống một từ trong tiếng Việt mình là lạc quan, và chúng ta cũng hiểu là lạc quan, lạc quan hoặc là vui vẻ đấy. Của ma mà sư ý cửa lừa quan tờ lấn. Của ma mà sư ý cửa lừa quan tờ lấn. Mẹ của tôi là một người rất là lạc quan. Lừa quan tờ lấn là người lạc quan. Mẹ tôi là một người lạc quan. Từ số 31. Khủng hoang. Âm thanh Việt là khủng hoảng. Chúng ta cũng thể dịch là khủng hoảng hoặc là hoang mang, sợ hãi. Ví dụ như toàn sỏi toàn tiền tờ xeo xi yến chỉ là rấn mân tờ khủng hoang. Tin tức cúp điện, cúp nước làm dẫn tới sự sợ hãi, dẫn tới cho mọi người, làm cho mọi người sợ hãi. Toàn sỏi toàn là chính là dừng lại, toàn là dừng, toàn sỏi là dừng nước. Toàn tiện là dừng điện. Xeo xi chúng ta vừa học phía trước là tin tức đúng không? Vậy toàn sỏi toàn tiện tờ xeo xi nghĩa là tin tức dừng điện, dừng nước. Yến chỉ là đã dẫn đến điều gì? Yến chỉ là dẫn đến điều gì? Rấn mân tờ khủng hoang. Dẫn mất là mọi người, như vậy là đã dẫn tới sự lo lắng đến với mọi người, hoặc đã làm cho mọi người hoang mang. Khuôn hộ, sự lúng túng hoặc là không biết xử trí thế nào. Ví dụ như, chờ có vấn thí y chứ khuôn hộ trở tha mận.
这个问题一直困惑着他们. Vấn đề này lúc nào cũng làm cho họ không biết xử trí thế nào. 问题, vấn đề, 一直 là luôn luôn. 困惑着他们, làm cho bọn họ không biết xử trí thế nào. Ok, bài ngày hôm nay chúng ta dừng tại đây. Các bạn hứng thú với chủ đề này, các bạn comment phía bên dưới. Thì em sẽ cố gắng để cùng các bạn tìm hiểu thêm những từ vựng liên quan đến cảm xúc. 谢谢大家.